Chào cả nhà, bây giờ Linh sẽ chia sẻ với cả nhà về cái việc là tạo fanpage ha. Thì sự chuẩn bị tạo nên sự thành công, 80% sự thành công nên là mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Thì các bạn chỉ cần vào phần này đây, vào cái tệp là Urban Farming của mình và Firework á, thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trang là bit.ly urban farming quy trình à, quy trình thì trong đây nó có tất cả các quy trình mà mình làm, các thứ hàng ngày mình phải làm. Ở đây là các quy trình, các bước để tạo fanpage. Rồi đầu tiên mình sẽ chuẩn bị gì? Hình avatar. Đây, hình avatar. Mình sẽ vào hình hình avatar để mình chuẩn bị sẵn hình avatar ha. Đây phần hình avatar, đây chuẩn bị sẵn, nó nằm ở đây rồi. Ok rồi, ảnh bìa cũng nằm trong đấy luôn nha. Rồi địa chỉ nè, đó cái này thì anh chị không cần chuẩn bị nữa này, bởi vì là Linh đã chuẩn bị rồi nên là anh chị có việc vào đây copy thôi, copy và paste qua ha. Rồi các bước mình làm như sau. Đây ở dưới đây đã có, Linh cũng đã chuẩn bị các quy trình, các bước. Đầu tiên là phải vào tạo trang, rồi vào Facebook của mình, vào tạo trang. Rồi mình vào doanh nghiệp. Mình đặt tên. Thì tên nó nằm ở đâu? Tên nó nằm ở phần quản lý hệ thống. Đây, ở file này nó đã có rồi. Và mình copy qua. Đánh vô. Thêm danh mục về trang. Mình kiếm coi có dịch vụ trùng nhà hay trọng gì không, dịch vụ sản phẩm và dịch vụ đi ha. Rồi ok, tiếp Open Farming đã có người làm vườn thành thị. Vì đã có người làm rồi nên mình sẽ chúng tôi mình nó không cho viết hoa nhiều quá. Okay. Bạn ơi lắc xíu. Rồi hình ảnh tải lên. Rồi mình vào thẳng đây. Rồi mình tải một cái hình. Rồi chắc tải một cái hình này đi ha. Rồi tải ảnh bìa lên. Rồi mình chọn một cái hình ảnh bìa. Rồi phần hình ảnh mình có thể chỉnh sửa sau ha, không sao cả. Đây là mình làm cho các anh chị thấy thôi. Mạng nó hơi chậm nên mình sẽ đợi một xíu đây. Như thế này, tới bước này là mình đã tạo xong trang rồi. Nhưng mình đi theo đúng quy trình để mình làm đầy đủ các bước, mình sẽ không bỏ lỡ một bước nào hết. Rồi sau mình tạo xong trang, mình chọn thêm nút nè. Thêm nút. Thêm nút tạo trang, mình chọn liên hệ với bạn, gửi tin nhắn ha. Đó. Mình tiếp. Mình chọn vào Messenger. Rồi xong. Hoàn tất. Mình thêm ảnh bìa. Hồi nãy có thể là nó chưa có cập nhật được. Rồi lưu lại thôi. Rồi. Và tiếp theo là các bước quy trình của mình là làm sao? Quy trình của mình là làm tiếp. Cài đặt, chọn tin nhắn, trả lời tự động đúng không? Mình cứ vào phần đúng quy trình mà mình làm nha. Ở đây là Linh đã chuẩn bị sẵn quy trình, cứ làm theo đúng quy trình.
vào phần tin nhắn, phần phản hồi hỗ trợ nè, chuyển đến phần phản hồi hỗ trợ. Đây cái thằng này là nó bảo là trả lời ngay. Ok rồi, nội dung này mình đã chuẩn bị luôn rồi, các bạn cứ việc là copy và dán qua thôi. Mình đã chuẩn bị đâu, đây nội dung mình đã chuẩn bị. À, đi quá xa. Đây nội dung mình đã chuẩn bị đây ha, xin chào ha. Rồi ok, dán vô. Rồi ok, rồi ok, tiếp tục là bước quy trình của mình tiếp theo là gì. Quy trình tiếp theo của mình là cứ đúng quy trình mà mình làm nha. À, trả lời tự động xong, dán nội dung và trả lời tự động, chọn vai trò trên trang, thêm trang nè, chọn vai trò trên trang, đây vai trò trên trang chọn vào đây, mình chọn là quản trị viên ha. Rồi mình thêm chữ Tùng Chương vô đây. Và mình sẽ thêm cái này là mình làm một người thôi cho các bạn thấy. Khi mà các bạn làm thì các bạn sẽ tìm đầy đủ vào. Ok rồi, Tùng Chương đã được thêm vào quản trị viên rồi. Bước tiếp theo của mình là gì, mình sẽ luôn hỏi bước tiếp theo của tôi là gì. Bước theo là đăng bài viết. Rồi mình vào đăng bài viết, đăng bài viết vào phần trang này để mình đăng bài viết. Rồi đây, ở phần đăng bài viết thì nội dung bài viết mình cũng đã chuẩn bị sẵn cho các bạn rồi, thì các bạn cứ vào phần này và chuyển lên phần nội dung bài viết. Đây là nội dung bài viết số 1. Rồi copy dán qua. Chúng ta hãy cảm ơn bạn Tùng Chương của chúng ta đã làm nội dung cả tiếng Anh và cả tiếng Việt. Chúng ta cảm thấy là mình rất là quốc tế. Đây. Rồi. Đây. Và thêm phần hình ảnh vào. Hình ảnh. Vì mình đã chuẩn bị rồi nên là mình cứ việc mình lấy thôi. Nằm ở một download. Đúng không? Ok. Rồi load ảnh lên ha, mình đợi load ảnh lên rồi mình đăng. Có vẻ mạng nó hơi chậm nên là các bạn đợi xíu, nếu như mà nhanh thì mình đã xong từ nãy tới giờ rồi. Ok không sao cả, chúng ta vẫn sẽ rất là nhanh. Rồi mình sẽ xem bước tiếp theo của tôi là gì. Bước tiếp theo của tôi là, đây có sẵn hết rồi, các bạn cứ việc làm theo các bước tiếp theo. Là mời like. Mời like, mời like. Thì mình sẽ vào đâu để mời like? Mình kéo lên trên này, mình sẽ thấy là cái phần là xem tất cả về mẹo của Trang. Đây, bạn những thích Trang. Đây, thích Trang, mình thấy chữ thích Trang thôi, lấy từ khóa thích Trang rồi, mời bạn bè. Rồi chọn tất cả, đừng ngần ngại hãy chọn tất cả, bởi vì hả Facebook nó sẽ tự lọc ra 1.000 người thôi. Ok rồi, bước tiếp theo của tôi là gì, chúng ta luôn hỏi bước tiếp theo của chúng ta là gì. Rồi xong, mình đã coi như đã hoàn tất phần số 6 là copy link fanpage. À mình copy link fanpage, đây đây là link fanpage, copy và mình dán vào phần hệ thống của mình. Tại sao mình phải luôn quản lý? Tại vì nếu như không quản lý thì mình sẽ không biết là nó đang nằm ở đâu và nó như thế nào. Tên fanpage thì mình sẽ có sự thay đổi một xíu cho nó phù hợp với Facebook. Là Fanim làm vườn. Không quên sao tự nhiên mình nhắn gì. Đây mình chỉ cần copy. Copy rồi mình dán qua. Và mình đánh dấu đỏ lên để biết là mình đã làm xong. Để đồng đội của mình biết rằng là à, fan này là tôi đã làm rồi. Các bạn không cần làm nữa ha.
Rồi đây, như ngày hôm nay là Linh đã hoàn thành được 3 fan bay của mình rồi nha. Rồi và Linh cũng đã ép Tùng Chương vào rồi thì mình sẽ đánh dấu là mình đã ép rồi vào đây. Mình đã đánh dấu là mình đánh dấu chữ O đi. Đó, mình đánh dấu chữ O là coi như là đã ép rồi. Cái nào mình ép rồi thì mình sẽ đánh ép rồi. Để cho mình dễ quản lý mà. Rồi, thế là xong. Rồi. Đây đây là xong cái phần fanpage của mình ha. Rồi, chào cả nhà, hãy thường xuyên vào fanpage của chúng ta để truy cập và để hỗ trợ nhau nhé. Chúc cả nhà thành công.